Rồi, hello anh em. Bây giờ là mới làm một cái chuyên mục bán xe gì đam mê nè anh em. Bán xe không lời nè anh em. Rồi, ok anh em. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em ha. Đây là một con xe. Như mà anh em mà coi clip mình 2-3 năm trước á, là lúc cái con xe này mới về á, là của một người bạn mình nha. Một người anh em chơi chung với mình, là mình có mượn con xe này review nha anh em. Thì bây giờ anh này bán xe với lý do là bây giờ có vợ rồi, hồi xưa chơi xe là chưa có vợ nha, bây giờ vợ đẻ rồi thì không có chơi xe nữa nha anh em. Rồi, thì con này là bản Repsol. Ngày xưa mua là nó mắc hơn bản thường tới 20 triệu nha anh em. Và con này hầu như chạy xước rất là ít, chỉ có chạy miếng ngay chỗ cái tay thắng thôi, chạy xíu xíu ngay chỗ tay thắng thôi, còn toàn bộ là xe đã được dán keo nguyên con. Đây, cái dấu dán keo nè anh em thấy không? Đó, cái này là dán keo nha, toàn bộ dán keo nguyên con, là hầu như không có chày, không có xước gì hết. Rất là ít, anh em muốn mua thì tới tận mình để coi trực tiếp cái bản Repsol này, nó rất là đẹp. Đó, bi quay ngang chéo chéo rồi nè. Rồi, thì xe gì có những gì? Xe này á là anh chủ mong muốn là 125, nhưng mà mình nói thôi, bớt cho anh em xem kênh mình là 101 thôi. Con này có rất là nhiều đồ chơi. Thứ nhất nè, để mình đọc cho ảnh gửi cho mình cái bảng giá nè, thì em cứ quay xe đi, anh đọc tới đâu thì em quay tới đó. Nè gửi nè, bản Repsol đặc biệt, dinh theo có bảo vệ tay thắng, dinh theo là có bảo vệ tay thắng, là những cái này là anh sẽ gửi cho mình nha. In solo đó, in solo, quay cái in solo, cầm quay cứng tay lên bi, quay xa xa cho rồi. In solo, xe này chỉ chạy nhớt Motul 300V, thay đều đặn nên cục máy anh đảm bảo còn tốt. Dàn ngoài dán BBF hơn 4 triệu từ lúc mua. Có lên bộ nhông sinh dĩ RK 5,6 triệu. Bọc phuộc Kenra, bọc phuộc Kenra. Đây nè, bọc phuộc Kenra nè. Rồi, full một, có một set mô full system nha. Là xe này có một set mô nữa nha. Ai mua là anh sẽ tặng luôn một cái set mô nha anh em. Luôn một set mô từ đầu ra sau nha. Xe này có một set mô nha anh em nha. Anh em nhớ nha, xe này có một set mô độ nữa nha. Là khi mua là chủ xe sẽ tặng anh em luôn nha. Rồi, chỉ cần gắn vào chơi. Rồi, lọc gió Fairford gì đó. Rồi tất cả anh sẽ đưa qua cho em luôn đó. Rồi xe là Odo, anh gửi luôn là 23.000 đó. Rồi, có cây trợ lực 12 triệu nha anh em. Trợ lực Magic cộng bát luôn là 12 triệu. Đây trợ lực nè anh em. Rồi Odo anh gửi luôn là 23.000. Rồi xe này đó thì rất là nhiều mấy cái đồ lặt vặt thì rất là nhiều anh em, như chống đổ đồ nè, gù nè đó. Mình thích cây trợ lực 12 triệu ngon ha đó. Rồi cục máy nè, quay cục máy cho anh em xem bây giờ. Cục máy nói chung là xe ngon thì cục máy nó khá là tốt anh em. Này là người ta chơi xe, người ta biết bảo dưỡng á, cục máy nó khá là tốt. Rồi về sau carbon nha anh em nha. Cái này carbon nguyên khối nha anh em. Đó, order về rất là mắc nha anh em. Quay cho anh em dĩ sao, xe này rất là mới nha. Xe này á, người ta mua về là người ta tu là anh em không biết đâu nha. Người ta tu xuống 10.000 anh em không biết đâu. Nhìn cái dĩ nè, nó mới không có xước luôn nha anh em. Con này anh em mua thì anh em làm việc trực tiếp với chủ xe nha anh em. Đó, mình chốt giá rồi đó, giá tốt quá đó. Anh em làm trực tiếp với chủ xe. Dĩ sao mới, dĩ trước mới. Nè, dĩ trước nè, mới ken luôn, không có lởm gì luôn nha anh em. Đó, có bảo vệ các nước nè, cây bô nè, nhìn rất là ken luôn. Xe chủ đi rất là kỹ nha anh em. Xe dán keo nguyên con, không chạy xước nha. Mình kiểm tra rồi, với lại anh em bên mình thì chơi xe kỹ, anh em khỏi cần phải lo. Cho anh em nghe tiếng. Nên nhớ nha anh em, giá 101 là xe này đã có full một set bô rồi nha anh em nha. Chứ không phải là bô zin, còn này là mình gắn bô zin cho anh em thôi nè. Đó, tiếng mô zin. Con này hai chìa khóa zin đầy đủ nha anh em. Và khi anh em mua thì cái này nó có yên cái in zin nữa nha. Yên này là bản đặc biệt thì nó có cái yên solo thôi. Đó,
biển số 49 nè, anh em quay cho anh em xem. Biển số 49A100442, anh em nào muốn ở tỉnh muốn rút hồ sơ thì bên mình hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em luôn. Và xe này ký giấy trực tiếp với lại anh chủ luôn nha. Ký giấy trực tiếp là anh chủ, em quay một vòng cho anh em ngắm thôi. Xe rất đẹp luôn anh em, phải nói là rất đẹp, anh em nhìn cục máy là anh em sẽ thấy. Miếng này là carbon nha anh em chứ không phải nhúng nha. Rồi. Bản Repsol rất là hiếm luôn anh em, hầu như rất hiếm luôn á. Đó. Anh này rất là dễ thương nha anh em. Chơi với mình hồi xưa á, hồi xưa là mình mượn xe ảnh ra quay á anh em. Anh em coi những clip cũ là có mượn xe ảnh ra quay. Xe này mình đã kiểm tra hết rồi, vô nhớt rồi, nhớt xịn không là để anh em đi rất là yên tâm. Rồi mọi thứ đã bảo trì bảo dưỡng hết, là anh em chỉ mua về và anh em đi thôi. Rất là ok luôn. Đó. Rồi, thêm một con tay ga đặc biệt nữa cho anh em. Một con tay ga đặc biệt cho anh em. Là xe này một người em đã lấy cái con CB650 thì mình sẽ chèn cái clip vô đây. Đó, chèn cái clip vô đây thì mình bán giùm người em đó. Thì con này người em vừa mua cách đây 1-2 tháng thôi anh em, là 60 triệu. Bây giờ mới rô đai xong, mới vừa xe như xe mới, còn sổ bảo hành đồ luôn, là bán 45 triệu nha anh em. 45 triệu. Con này có VVA đồ này nọ đầy đủ. Đây. Cà vẹt. Đây cà vẹt là mua 19 tháng 3 2022 nha anh em. Quay sơ thôi, quay gần ta giả cà vẹt á. Rồi sổ bảo hành nè, đầy đủ nè. Đó, mới bảo hành một lần thôi nha anh em. Đó, sổ bảo hành đầy đủ ha. Cốp con này rất là rộng. Con này mà 155 luôn nha. Con này anh em mua đi phượt đi chơi thôi. Cặp phượt nó rất là đẹp. Cốp này bự ha. Cặp phượt rất là đẹp nha anh em. Xe này anh em mua bán là làm việc trực tiếp với chủ nha. Xe này thì biển số Sài Gòn nè. 59V3 51973. Xe không chạy xước nha anh em, xe mới mua mà. Đó. Đồ zin, chìa khóa zin đầy đủ nha anh em. Con này là smart key nha anh em. Còn quá đơn mua 60 triệu luôn nha anh em, 60, 61 gì đó. Rồi quay phía trước cho anh em xem nè. Bi quay phía sau nó phản chiếu cái đèn không thấy nhiều đâu. À, Oda là hình như 2-3 ngàn cây vậy thôi nha anh em. Đây quay đồng hồ cho anh em coi. 4.000 anh em à, 4.000. Xe rất là mới luôn, keng xà beng luôn. Bấm vào đây, đó, 4.000. Con này coi chip ở đâu ta, mình chưa coi luôn á anh em à. Đây nè, chip ở đây nè, à. 4.000. Tem hãng năng lượng còn đầy đủ luôn. Quay IPQ góc này cho anh em coi nè. Con này mà anh em mua đi chơi đi phượt với 45 triệu mà anh em có mua được con xe này, mà xe này có ABS luôn anh em à, thì mua AB làm gì đúng không, mua con này ngon hơn. Rồi anh em quay đây, giá tốt, tiết kiệm tiền. Đẹp không? Bi thấy nó đẹp không? Đẹp mà nó ngầu anh em, đi rất là sướng anh em. Cái yên nó thoải mái lắm anh em. Ngồi thoải mái cực kỳ luôn á. Anh em mà có chiều cao dưới 1m6 chạy vẫn được nha anh em. Ngồi thoải mái. Mà đổ xăng ở đây đúng không? Hưng, con này đổ xăng ở dưới đây đúng không? Đổ xăng ở chỗ này luôn á, tiện luôn, khỏi cần mở cốp. Đúng rồi, ở đây là đổ xăng dưới đây nè. Mình mở nghiên cứu cho anh em coi, con này mình mới thấy à. Mình chưa... Nút Bluetooth hả? Nút nào? Đây, mở bình xăng đây. Rất là tiện lợi ha. Ừ, khỏi cần xuống xe luôn. Anh em nào ở Sài Gòn mua con này nè, ký đi ngon. Xe hầu như mới tinh luôn á anh em. Này anh em bán làm việc có chủ xe cho anh em, không có còn có nghĩa là mình chốt giá rồi, thì nếu như anh em tôn trọng mình thì mình chốt giá với lại chủ xe, rồi anh em làm việc có chủ xe luôn, tiền mình giao cho chủ xe đầy đủ nha. Chứ cái này là hai chiếc xe này bán gì đam mê nha anh em. Tại thứ nhất là một người này là chơi với mình lâu rồi đó, thì mình bán giùm. Thì ảnh đầu lúc đầu ảnh đòi là 125 là full đồ chơi, full set bô á anh em. Thì mình nói thôi anh em, bên mình thì dù sao khách mua của bên mình á là cũng là anh em, thì thôi anh bớt fix 15 triệu 101 full đồ chơi full set bô luôn. Anh kêu ok thì mình nói vậy thì anh chịu vậy đó. Thì anh coi clip thì mình cũng biết mình là buôn bán công khai rõ ràng, xe có sao nói vậy. Anh em thấy không, chiếc xe rất là đẹp. Xe này mà lột kêu ra á, anh em không nghĩ nó là 20 ngàn đâu, anh em nghĩ nó tầm
7-8 ngàn là cùng à. Đó. Nhưng mà mình bán xe thì đó, xe sau, chủ sau, giao sau, nhắn tin cho mình sau thì mình đưa tới cho anh em một chiếc xe ngon vậy, xe này về anh em chỉ chạy thôi. Còn xe này á là khách mua CB650 bên mình, chiếc CB650 bữa mình đăng á, thì khách mới dư ra chiếc tay ga. Em nói là anh Minh ơi, em mới mua được tháng 2 tháng á. Đó, thì cái này xe của giáo viên dạy anh Văn nha anh em. Đó, thì thôi để lại cho anh em chơi. Em chịu lỗ là 15 triệu, 15-16 triệu rồi đó anh em. Lên mấy cái lặt vặt nữa, 15-16 triệu đó. Đó, thì anh em nào coi ưng thì anh em qua đem về đi anh em. Nói chung là xe ngon đó anh em coi clip là anh em cũng tự biết là xe nó ngon rồi. Đem đến những cho anh em những chiếc xe này là xăng cũng khó lắm. Rồi nha, con này thì anh em chở người yêu đi cực sướng nha anh em. Chở người yêu đi cực sướng luôn á. Đó. Rồi vậy nha, cảm ơn anh em đã xem clip của ông Minh. Đó, cái con này đậu với cá mập nó cũng ngầu đó nha anh em. Con này mà đậu lại chung cá mập nhìn nó cũng ngầu, không kém gì cá mập đâu nha anh em. Anh em xem mà anh em có thể tham khảo. Đó. Rồi vậy nha anh em, cảm ơn anh em xem clip của Minh Biker. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe nha. Có gì thì cứ alo cho Minh hoặc tới trực tiếp Minh nha. Anh em cứ search Minh Biker là có địa chỉ liền, là có số điện thoại luôn, dễ gọi, dễ liên lạc. Anh bấm, em bấm Google, bấm Minh Biker là ra. Rồi anh em xem clip thấy hay thì nhớ cho Minh một bấm chuông cho kênh, với lại subscribe cho kênh YouTube của mình để mau lên 500.000 subscribe.